Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bất ngờ thế lực Nguyễn Xuân Hùng hồi sinh rất mạnh. Ông Nguyễn Xuân Hùng từng là phó cho ông Nguyễn Tấn Dũng ở nhiệm kỳ năm 2006 đến năm 2011. Ông Nguyễn Xuân Hùng là phó thủ tướng thường trực, là một con người đi lên từ ngành tài chính, ngân hàng. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã không những nổi tiếng là một đối thủ nặng ký của ông Nguyễn Phú Trọng trước đây, mà ông còn là một dạng người xây dựng cho con cái thành những người nối dõi kiểu gia đình chị. Nguyễn Thanh Nghị từ đâu đã là một hạt giống đỏ nổi tiếng vì có lý lịch khủng. Đó là trường hợp công khai, còn những trường hợp kín đáo hơn thì nhiều vô kể. Trong đó có thể kể đến một trường hợp đặc biệt, đó là thế lực Nguyễn Xuân Hùng, một cựu chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Hùng cũng gây dựng cho gia tộc, chứ không phải ông không xây dựng. Ông Nguyễn Xuân Hùng vốn là cháu của ông Hồ Chí Minh, ông có thể tự hào là người mang hoàng tộc chính thống. Như vậy, câu hỏi đặt ra là ông Nguyễn Xuân Hùng xây dựng tương lai cho ai và người có quan hệ gì với ông ta? Và người bí ẩn đó chính là ông Trần Sĩ Thành, người mới được giới thiệu và bầu vào chức vụ Tổng Kiểm Toán Nhà nước. Theo bài viết Từ hạt giống đỏ đến gia đình chị đăng trên trang BBC vào hôm 20 tháng 1 năm 2011 có cho biết như sau. Ngay như Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cũng không hề biết được việc người vừa trúng cử ủy viên dự khuyết ngồi cạnh mình, ông Trần Sĩ Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk là ai thì nói gì đến các đại biểu khác hay dân thường ngoài xã hội. Trước khi được bầu giữ chức Phó Bí thư vào cuối năm 2010 vừa rồi, ông là giám đốc Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam và luân chuyển vào giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, một địa bàn kinh tế chính trị giàu có quan trọng ở Tây Nguyên. Đây là hình ảnh trong bài Từ hạt giống đỏ đến gia đình chị. Đài BBC cho biết ông Trần Sĩ Thành là cháu của ông Nguyễn Xuân Hùng. Ông là cháu ông Nguyễn Xuân Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị khi đó là Phó Thủ tướng Chính phủ, người vừa tái cử thêm một nhiệm kỳ nữa và nghe đồn sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch Quốc hội vào tháng 7 tới. Và trường hợp ông Trần Sĩ Thành có thể ít người biết, nhưng ba trường hợp nổi bật khác cũng trúng vào Ủy viên Trung ương lần này. Hay ba hoàng tử đỏ khác thì khá nổi tiếng. Lộ trình tiến thân của ông Nguyễn Xuân Hùng. Từ tháng 10 năm 1986 cho đến tháng 1 năm 1990, ông Nguyễn Xuân Hùng được bổ nhiệm về làm Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính. Vào năm 1990, ông giữ chức Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước, nay là Kho bạc Nhà nước Việt Nam. Và vào tháng 10 năm 1992, ông được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tháng 6 năm 1996, tại đại hội lần thứ 8, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giữ cương vị này liên tiếp trong các khóa 8, 9, 10, 11. Đồng thời, ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa 10, 11, 12 và 13. Tại đại hội Đảng lần thứ 10 và 11, ông đều được bầu vào Bộ Chính trị. Vào tháng 11 năm 1996, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 9, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Vào ngày 28 tháng 6 năm 2006, ông được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, theo đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó, đảm nhiệm các công việc chung trong hệ thống điều hành công việc của Chính phủ. Được giao trọng trách đảm nhận những công việc khi Thủ tướng đi vắng hoặc được Thủ tướng ủy quyền. Và tới ngày 23 tháng 7 năm 2011 thì ông được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 13. Khi đó, từ năm 2011 cho đến năm 2016 với 91,4% phiếu bầu. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2016, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội đối với ông. Sau đó, ông được nghỉ hưu theo chế độ. Kế nhiệm ông là Nguyễn Thị Kim Ngân. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Hùng. Nói chung, ông Nguyễn Xuân Hùng tiến thân theo con đường Bộ Tài chính để vào Bộ Chính trị. Đây là một kiểu tiến thân mà ông đã xây dựng thành công cho những thân hữu của ông, và rất có thể Trần Sĩ Thành cũng sẽ lao vào Bộ Tài chính. Và sau đó là Bộ Chính trị trong một tương lai gần. Bao nhiêu người đã đi theo lộ trình Nguyễn Xuân Hùng lập ra? Đây là câu hỏi được đặt ra. Người đầu tiên theo lộ trình của ông Nguyễn Xuân Hùng không ai khác, đó chính là Vương Đình Huệ. Vương Đình Huệ hiện nay đã là nhân vật thứ tư trong Bộ Chính trị,
là người ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ghế mà ông Nguyễn Sinh Hùng đã từng ngồi trước đó. Vào tháng 7 năm 2001, ông Nguyễn Sinh Hùng đã giới thiệu Vương Đình Huệ vào chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Vào ngày 27 tháng 6 năm 2006, cũng là Nguyễn Sinh Hùng giới thiệu ông Vương Đình Huệ vào chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu bầu theo thủ tục thông qua và ngồi chiếc ghế Tổng Kiểm toán Nhà nước chưa được 2 tháng thì vào ngày 3 tháng 8 năm 2011, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, ông Vương Đình Huệ được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính theo giới thiệu của ông Nguyễn Sinh Hùng. Tuy nhiên, vào ngày 23 tháng 5 năm 2013, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13 đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ, vì ông Huệ ngồi ở chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng mà lại theo lệnh ông Nguyễn Phú Trọng sang làm trưởng ban kinh tế trung ương. Vào ngày 9 tháng 4 năm 2016, ông lại được Quốc hội khóa 13 bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Vào ngày 28 tháng 7 năm 2016, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ lại. Và từ ngày 1 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phân công phụ trách theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc khối kinh tế tổng hợp bao gồm kế hoạch, tài chính, giá cả, tiền tệ ngân hàng, thị trường chứng khoán, các nguồn đầu tư tài chính, dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 235 sửa đổi bổ sung quyết định số 1527 vào ngày 1 tháng 8 năm 2016 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, bãi bỏ về việc phân công công tác đối với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Chiều ngày 10 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình trước Quốc hội tờ trình đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông. Và tiếp đó, vào sáng ngày 11 tháng 6 năm 2020, 448 trên tổng số 451 đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín tán thành thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông. Sau đó, ông về làm Bí thư Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ và Đinh Tiến Dũng, hai người cũng đi lên từ Bộ Tài chính. Hiện nay thì ông Vương Đình Huệ là Chủ tịch Quốc hội. Tiếp theo là con đường đi lên từ Bộ Tài chính do Nguyễn Xuân Hùng đã vạch ra có ông Đinh Tiến Dũng. Hai ông Vương Đình Huệ và Đinh Tiến Dũng hiện nay là cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng chắc chắn những con người này sẽ là tiếng nói quan trọng ủng hộ ông Trần Sĩ Thanh, cháu của Nguyễn Sinh Hùng tiến thân vững chắc trên chốn quan trường. Người ta không biết ông Nguyễn Sinh Hùng có con hay không, tuy nhiên điều người ta thấy rõ ở con người ông Nguyễn Sinh Hùng là rất kín đáo về mặt gia đình. Chính ông là cháu ông Hồ Chí Minh, nhưng rõ ràng ít nghe ông nói về điều ấy, còn báo chí thì cũng có nhắc nhưng cũng rất ít. Trần Sĩ Thanh, con đường thanh thang đang mở rộng. Chiều ngày 6 tháng 4, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn đã trình bày danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. Sau đó, Quốc hội đã thảo luận ở đoàn về nội dung này. Đây là hình ảnh ông Trần Sĩ Thanh. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình đề cử ông Trần Sĩ Thanh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, để Quốc hội bầu làm Tổng kiểm toán Nhà nước. Như vậy thì con đường đi của ông Trần Sĩ Thanh đã được xếp vào lộ trình của Nguyễn Sinh Hùng đã vạch sẵn. Người đi trước ông Thanh có Vương Đình Huệ và Đinh Tiến Dũng. Được hai nhân vật này hỗ trợ và cả ông Nguyễn Sinh Hùng dùng các quan hệ quen biết của ông để vận động thì có thể nói con đường tiến thân của ông Trần Sĩ Thanh rộng thênh thang. Được biết ông Trần Sĩ Thanh hoặc là ông Nguyễn Sinh Hùng tuy đã từng là cánh tay phải của ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng bản thân ông Hùng không hề có mâu thuẫn với ông Nguyễn Phú Trọng. Thời ông Nguyễn Phú Trọng vào chiếc ghế Tổng Bí thư thì lúc đó ông Hùng đã ở ghế Chủ tịch Quốc hội, tách ra khỏi tầm ảnh hưởng của ông Nguyễn Tấn Dũng. Đó là một lợi thế. Nếu so sánh sự thuận tiện giữa ông Trần Sĩ Thanh và Nguyễn Thanh Nghị thì có vẻ như Trần Sĩ Thanh ít gặp trở lực hơn. Đã đưa vào đúng lộ trình vạch sẵn, Trần Sĩ Thanh rất có khả năng sẽ tiếp tục leo cao trong các kỳ đại hội lần sau mà ít gặp trở ngại như Nguyễn Thanh Nghị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2021 với bản tin Bất ngờ thế lực Nguyễn Sinh Hùng hồi sinh mạnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn
và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de